ngày 15 tháng 4 năm 2020. Đây là hàng nội địa của Trung Quốc, hãng Hongxin. Hơi mở. Hãng Hongxin. Các bạn đọc là Hongxin nhưng mình tên tiếng Trung thì đọc là Húng Húng Xin. Mở thế nhỉ? Ngoài nhìn rõ lắm nhưng mà quay vào đây rất là mờ, không hiểu sao. À được rồi, ok. Thì mình đã mở ra rồi. Đấy, thì mình nói nhanh về cái Hongxin này nhá. Đây là nồi chiên không dầu điện tử, không phải cơ. Đây bảng điện tử ở chỗ này. Khi bạn cắm điện vào thì bảng điện tử sẽ phát sáng nhá. Nhìn nồi rất là long lanh. Okay. Chữ của hãng rõ ràng đúng không? Mình mở vào bên trong nhé. Còn đây là mình đã bóc cái vỉ chiên ha, cái vỉ nướng ha. Ok, mở ra rất là dễ, tay cầm chắc chắn. Bên trong nồi bên trong rộng lắm ạ, nồi bên trong rất là rộng. Nồi này là 6 lít ạ. PG 502A 6 lít của Hongxin. Vừa nãy mình mở ra thì nó có